em loan mến chào anh chị đã ghé kênh cờ tướng tv của em hôm nay em xin gửi đến anh chị ba ván cờ tướng ván nào cũng phế xe rồi còn phế pháo phế mã cực kỳ là đã giữa tài khoản có tên là hồ dương khi lần lượt đối đầu trình tấn siêu triệu hâm hâm và tào nhâm lỗi ba ván cờ được trực tiếp trên kênh tượng kỳ cờ tướng thế giới diễn ra vào tối ngày hôm qua mời anh chị cùng xem chơi đến đây trình tấn siêu không thể đỡ nổi vì vậy trình tấn siêu đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây triệu hầm hầm không thể đỡ nổi vì vậy triệu hầm hầm đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha Chơi đến đây, Tào Nham Lỗi không thể đỡ nổi, vì vậy Tào Nham Lỗi đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.